đi. Bộ này đi, mua một tặng một đó, mua chỗ nào? Chỗ này đi. Ừ. Chà, hai người đàn ông cũng mua vé được kia. Thì anh đã nói cho cô ba với cô Tách là mua cũng được mà. Nè nè, nói gì thì nói. Có phải em giống con trai lắm không? Trời ơi, em cứ mặc kệ người ta đi, họ ăn ở không nên nhiều chuyện. Cũng không thể nói vậy mà, nhìn vào cũng đâu có chỗ nào giúp con gái. Ok, nè, người ta hãy nói anh giống đàn bà, vậy anh có chỗ nào giống? Cô dễ trò hả thằng nhóc? Cô không giỡn được sao thằng nhóc? Thì ra hung thủ thật sự chính là sếp Đình à. Chà, em ma lanh thiệt nha, gạt chị bao lâu nay. Thật ra chị cũng đoán được rồi, tổ trọng án có bao nhiêu người chứ. Nè, lão Quân thì vừa mới cưới vợ, không lý nào lại là rượu qua hay đỉnh gia phải không? Chị đoán được mà. Nè, thật ra em và sếp Trình cũng quan minh lỗi lạc lắm mà, cần gì phải bí mật vậy? Chà, không phải ngày đầu chị quen rượu qua thứ nhiều chuyện chứ. Lần trước á, chuyện tình của sếp bên tổ khác vào khoai tây đến bể mánh ra, xém chút là tự tử vì tình lương. phải. Hết mạng của em quý lắm, em không muốn chết sớm. Chị làm chị em đừng làm bể chuyện của em nha. Yên tâm đi, chị giữ kín bí mật giùm em mà. Nè, có phải màu tím và màu trắng hồi nãy á, đẹp hơn không vậy? Cái này màu cam, trời ơi, hình như không được đẹp đâu đó. Chị thì sướng rồi, chồng thì đã trở về, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Chị đuổi thằng Chả đi rồi. Hả? Tóm lại á, người đàn ông này vô tích sự lắm. Bây giờ á, chị là một người tự do sung sướng. Vậy chú Sanh chắc có cơ hội rồi phải không? Nè, không có đàn ông thì đâu có chết phải không? Làm gì tuyệt tình vậy? Trời ơi, câu nói này á là do em dạy chị mà. Trước kia chuyện gì chị cũng nghĩ vào ổng, tưởng ông bỏ đi rồi thì cả thế giới này sụp đổ. Nhưng mà chị vẫn sống được vậy. Bây giờ lần này ảnh trở về á thì chị mới phát hiện được, thì ra mình vẫn còn cứng rắn như vậy. Chị nghĩ có lẽ chị phải cảm ơn thằng Cả mới phải á. Chị Nga à, mấy chuyện tình cảm á, mình nợ họ, họ nợ mình, níu kéo như vậy để làm gì chứ? Cho dù bắt đầu có đẹp cách mấy cũng là giả thôi, khó mà bảo đảm sẽ không có kết cuộc tan nát thê thảm, phải không? Nếu như vậy á thì là oan nghiệt rồi. Chị làm người bao lâu nay á, bây giờ mới cảm thấy rằng sống một mình tự do tự tại, và chị cũng không muốn dẫm chân vào hố lửa nữa. Thật ra sống một mình cũng được lắm mà, không có đàn ông á thật sự không chết đâu. Như Tiểu Sanh thật sự là người đàn ông tốt lắm đó. Phải, ảnh là người đàn ông tốt. Nếu em coi chị là chị em á thì đừng bày vẽ nhiều trò với chị nữa được không? Vậy thì thôi, đành phải chịu, số chú ấy không tốt. Lên đỉnh núi để ngắm sao hả? Ôi, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Má, có về thì đi ngắm sao xong rồi đến Bảo Liên Tử mình ăn chay. Cô cũng không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ăn chay xong rồi đi hát karaoke. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vậy nếu không có vấn đề ngày mai chúng ta gặp cháu. Được thôi, bye bye. Chú Sanh à, nói điện thoại có cần lớn tiếng gì không? Nói tới nỗi kế bên còn nghe được luôn á. Sorry nha bà con hàng xóm, hôm nay tôi vui quá, dĩ nhiên phải lớn tiếng chứ. Chú Sanh à, thật ra các vị khán giả thân mến, tôi đã thành công mời được Vịnh Hà đi chơi. Không biết đã bắt đầu mùa xuân thứ mấy của tôi. Từ đây đã bị u sầu rồi. Ai mà không nghe được chứ. Không sao, không sao. Ủa, gần đây á, chú đi coi mắt tính ra cũng được vài ba chục lần rồi. Vịnh Hà, thật ra là ai vậy? Là một người trí tuệ và sắc đẹp song toàn. Tóm lại là người đàn bà tốt. Nè, bây giờ chú đã tìm được một người tốt ha. Cai chi tá nghiệp cho nhà họ Trần. Vậy tôi cũng có thể ăn nói với anh của chú rồi đó. Rồi, được rồi, được rồi. Chị Nhị Muối tóm lại cả vỏ bài vị của nhà họ Trần để em cúng cho. Có thật không đó? Phải. Nè, 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 Tâm Nguyên. Hồi nãy cháu gọi chú phải không? Có chuyện muốn nói hả? À, không. Chúc mừng chú. Thank you. Nè, hãy ra sức một chút nha. Phải đó, ráng lên nha. Nhất định, nhất định. Thôi, về nhà trước, vậy đi. Ý chào, thiệt vui chị đâu. Có chừng đường đó. Ý nè chị Hai à, sao chị mua nhiều đồ quá chị? Cái gì vậy? Không có, mua giùm người ta thôi mà. Cô vô phòng trước nha. Làm gì khẩn trương quá chị? Chị hỏi chị mà. Áo đầm à, chắc cái này đẹp hơn nhiều. Chị Hai, điện thoại tới liền.
mờ mờ ám ám cái gì. Ăn cơm hả? Được thôi. À, xích trụ. Đợi dưới nhà nha, ok. Bye bye. Má à, tôi có chút chuyện muốn ra ngoài một lát. Được thôi. Trời ơi, biết ba, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi. Má có biết chị hai điệu lắm không? Má nhìn coi, chị hai thoa son kìa. Chị hai thoa son. Trời ơi, chuyện lạ trên đời nha. Phải đó. Có gì mà lạ đâu. Người mà đang cặp bồ á, chuyện gì cũng làm được hết. Đừng nói là thoa son. Hồi nãy á, má nghe được nó hẹn người ta đi ăn cơm đó. Má nghĩ cú điện thoại đó chắc chắn là con trai gọi đến rồi. Phải đó má, sao má tài quá vậy? Người hồi nãy gọi đến là con trai đó. Ồ, không biết chị hai cặp bồ với ai đây ta? Phải á. Muốn biết hả? Đâu có khó đâu. Để chị nhìn muối ra ta là được rồi. Nè, tránh ra. Tổ trồng bán tiền của Long. Tôi là má Trần Tam Nguyên. Điện thoại bên đó là của ai vậy hả? Dạ thưa bác, ở đây là... Đi được chưa? Ở đây là phòng của thanh tra Trình của chúng tôi. Nhưng mà anh không có ở đây, có gì nhắn lại không? Sếp Trình. Thì ra Tam Nguyên nó cặp bồ với sếp Trình đó. Hả? Ba Xu cặp bồ với sếp Trình. Trời ơi, nói chuyện này thiệt không sai đâu mà. Nè. Hả? Ba anh càng ngày càng quá đáng. Chưa tới 4 giờ thì bé anh đã nghỉ làm rồi. Có phải bây giờ cùng tổ không? Có chuyện cũng không nói cho chúng tôi biết. Chúng ta là anh em mà. Có chuyện thì hãy nói đi, cần gì phải làm vậy. Phải đó, uổng công của tôi thêm bao lâu nay. Cái gì anh em nhắn tôi gấp có chuyện gì vậy? À, được rồi, đỉnh ra, đông đủ rồi. Nè, đông đủ rồi, gấp gì? Đông đủ rồi, đông đủ rồi. Im lặng. Phạm nhân và nhân chứng Ba Xu làm ơn hãy đứng lên. Hả tôi? Nga, hả? Đứng lên. Vậy đây. Rủ qua giao cho cậu. Rồi được. Các đồng nghiệp công sở, hôm nay tổ trọng án tại Cổ Long chúng ta lại có một chuyện vui rồi. Lành lắm nghe. Có một cặp mới quen không nói cho chúng tôi biết. Tôi nghĩ là sắp đám cưới rồi. Phải tôi. Là ông Trình bà Trình đó. Không nhận hả? À, chị không muốn nói được nha, không liên quan tới chị à. Nè nè nè, đó nghe rồi thấy chưa? Thôi. Đó, giờ trả lời sao đây? Nè nhóc con, cặp bến rồi hả? Đó, con trả lời đi. Ok ok ok, để tôi nói. Các anh em, tôi đúng là đang cặp bồ với Trần Tam Nguyên. Mọi người vừa ý rồi chứ, không cần thắc mắc. Đó, xong xuôi, xong xuôi. Rồi, vậy đây, vậy đây, vậy đây. Nè, vẫn không nhận mà phải nhận ha. Bây giờ ông Trình bà Trình đã nhận rồi. Thì có phải là cần lấy 2.000 ra đi uống trà không? Ba ngàn thôi. Anh đừng nhìn chị nha, tới cái này chị đưa nghe với chuyện làm nhân chứng chỉ điểm rồi. Tôi chuyện tới phiên chị đó. Sếp, sao làm gì vậy? Sao tụ tập đông đủ vậy? Bộ mở dạ hội ha. Không phải đâu sếp à, bởi vì hôm nay tổ của chúng ta có một chuyện vui đó. Hai người này cặp bồ á. Cho nên chúng tôi định mời chút tiền uống trà thôi. Sếp uống gì vậy sếp hả? Phải đó, cả đám mấy người có phong độ không vậy? Môi người ta lại cấp trên đó. Cấp bậc cao hơn mấy người rất nhiều. Trả tiền lại cho người ta. Thank you sir. Muốn mời cũng phải mời lớn một chút. Sếp hả? Ông quỷ này em đi. Hãy đãi 5-7 bàn, sau đó đi karaoke chơi suốt. Chơi mấy đêm này nhảy mới được. Đúng là lãnh đạo cao cấp như anh em. Cao cấp. Cháu cậu, trong sở cảnh sát này á, bà những chuyện quan hệ nam nữ thì sẽ có kết cục như vậy thôi. Thậm chí tôi còn muốn đạp. Sao chết còn cứu sao? Tôi còn muốn đạp thêm cậu mấy đạp nữa. Ủa, cô Nguyên à, thêm kia, thêm Âu à, dạ. Bà hồng hào quá, ta có số đầu qua quả nhiên là khác. Phải đó, cặp bồ với cấp trên tài giỏi như vậy. Mai mốt mời đám cưới, nhớ chờ phần tôi nha. Sao kỳ vậy? Nó đê tiện quá. Phải á, cho má. Vậy hả? Ủa, má cúng hả? Coi chừng mất con gà bây giờ. Nói tập qua đây coi, mất cười lắm. Chị hai à? Chị hai, có phải chị về đi chơi với sếp Trình không? Sao mọi người biết gì? Đăng lên báo hết rồi. Thì ra, má của bà tinh tám lắm nha. Má chỉ theo đường dây điện thoại, gọi tới sở cảnh sát, lập tức điều tra được chị và sếp Trình rồi. Thì ra là má mới làm con hôm nay ở sở cảnh sát bị người ta cười quá trời luôn à.
Con khờ thiệt đó ha. Có bồ thôi mà, làm gì mà không nhận chứ. Con có biết không, bây giờ má vui lắm ha. Con thì có bồ rồi, chú Sanh cũng tìm được người mình thích. Coi bộ nửa đời sau khỏi sống cô đơn nữa rồi ha. Ai đó mừng nhất là chị rồi. Chứ sao nữa. Ai, mai mốt á, hai người sẽ lập gia đình rồi ha. Khai chi táo nghiệp, còn hai đứa nó sẽ tốt nghiệp xong rồi đi làm việc. Thì mọi tâm nguyện của tôi á, đã hoàn thành hết. Vậy tôi làm người còn có mục tiêu gì đây ha? Không cần mục tiêu nữa. Hãy yên tâm đi tìm anh hai. Anh hai đợi chị lâu rồi. Trời ơi, đúng là nghiên thú gì đâu á. Thôi mở cửa đi. Ai đó? Anh hai tìm chị đó. Hả? À, ông ơi. Theo. Ủa, ông ta theo. Sao rảnh rỗi vậy? Hả, cha, gì vậy? Ồ, thơm thơm quá, thơm quá. Thơm quá. Chà. Chị Muối, con heo sữa mà chị đặt nó quay xong rồi. Xong quay mau quá vậy. Chị Nhị Muối đã gọi thì tôi lập tức làm liền. Da rất là giòn, còn nóng lắm đó. Bao nhiêu tiền vậy? 200 đồng. Trời ơi, wow, con heo lớn như vậy mà chỉ có 200 đồng. Làm cho tôi 10 con đi ông Tịch Heo. Chị Nhị Muối là khách quen, nên tôi bán giá hữu nghị. Còn nữa, tôi cánh ngỗng này tặng cho chị ăn đó. Ý, trời, cảm ơn nhiều nha. Chị đừng có khách sáo mà. 200 đồng. Tôi về trước nha. Được. Có chuyện gì á thì chị cứ nhắn tôi nha. Được rồi. Là ăn cơm luôn ông Thịt Heo. Được rồi. Nhớ nhắn tôi nha. Tôi ở nhà đợi điện thoại. Được rồi. Thắp nén nhang cho anh hai. Nhớ nhắn nha. Được rồi. Tôi ở nhà đợi điện thoại của chị nha. Nhị Muối, nhớ nhắn tôi nha. Ý không là tốt bụng quá, có ý với má rồi phải hay không vậy? Phải rồi, mỗi lần má mua thịt ở chỗ của ổng á, ổng đều tính rẻ. Giờ phải đó, tụi con á không được nói tầm bậy tầm bạ, làm bế bình bát chai của má hết. Thực sự đâu có ai làm bể bình bát chai của chị đâu, chị ăn chay cũng bao năm nay nên phải ăn thịt lại chứ. Phải đó, má đang ngậm đắng nước cay nuôi lớn ba đứa con, tụi con hiểu lắm mà. Tụi con không trách má đâu, má cứ bỏ ăn chay luôn đi. Ba đứa bay thiệt tình à. Dương Nhị Muối này á, một lòng chung thủy ha. Má tam trinh cửu liệt đó, má đang gái vào nhà họ Trần, sống là nhà họ Trần. Ba đứa bay đó hả? Có nhân tính hay không vậy? Muốn má bước thêm bước nữa hả? Coi chừng tối nay ba con về tìm con bây giờ á. Mau qua đây thắp nhang cho ba, nhận tội với ba đi. Chú cũng nhang nữa. Tụi bay thắp trước đi. Này chú Sanh à, thì ra má cũng có tử quyệt á. Có tử quyệt á thì đúng đó. Sau này chỉ cần nhằn chú nữa, chú sẽ khiêng ông Thịt Heo ra nhét miệng của chị lại luôn. Vậy còn chú, chừng nào chú dẫn cô Vĩnh Hà gì đó về nhà để tụi cho biết mặt kiếm tương lai cũng tốt mà. Đúng rồi. Chừng nào vậy? Mày bốn đi. Bởi vì tôi nói lấy điện thoại reo á, Mỹ bắt điện thoại. Alo, có biết tại sao nghe điện thoại vậy không? Tại sao vậy? Bởi vì mấy cái dây điện thu thanh nó đều ở trong ngón tay hết á. Trời ơi, mắc cười quá. Cái theo sao nữa? Tôi còn chưa đi vào vấn đề chính mà sao cô cười quá vậy? Đúng rồi, sao nữa, mắc cười quá, anh nó mắc cười quá. Tiếp theo sao nữa? Sau đó thì cúp máy. Xin lỗi. Sao đúng lúc vậy? Hai. Để tôi giới thiệu nghe. Chị Nga, đây Vĩnh Hà. Là bạn gái của tôi, cổ vui lắm, cười từ sáng đến tối. Lát nữa chúng tôi đi coi phim rồi cười một trận nữa. À, phải rồi, đến giờ rồi, mau tính tiền đi, nếu không trễ giờ bây giờ. Tính tiền. Chị Nga, tới rồi. Bao nhiêu tiền? Giờ 190 đồng. Chị Nga người nữa. Bye bye. Tới lâu chưa đến. Thật ngày quá. Cười lắm hả? Quan. Tôi thật sự không biết cười. Bộ phim thì không hay. Không mắc cười. Vậy tôi còn ở đây làm cái gì? Cười tôi lại không cười. Dạ tôi không cười. Không có đàn bà thì nó cũng chết. Đi toilet. Mùa to vừa lại đau.
哪怕去到远远那方，咚咚咚咚咚咚咚。Hãy đầu hàng đi. Cả anh em mình mà anh cũng giết luôn. Anh thực sự không phải là người, không có nhân tính. Tôi không có giết anh em của tôi. Tôi chết tôi cũng không đầu hàng đâu. Tôi không có, không có, không có. Phía sau nhiều xe lắm, đèn xanh rồi chạy đi. Đèn xe đi, đèn xe đi, đèn xe đi. Muốn chúng cử hả? Đúng đây. Vậy bọn chúng về. Yes sir, sir. Đi, 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 đi. Đó, đi, 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 đi. Làm gì? Yes sir, yes sir. Sắp trình, AK-47 kìa. Sắp trình, đang ở đây nhiều đạn lắm nè. Đỉnh gia, sống vào tất bản khẩu cung, mang về phòng tôi. Yes sir. Nè, Đỉnh gia, lấy khẩu cung rồi hả? Qua đây cho chúng tin coi. Hơi, thì ra cái đám nhóc này nè, đâu có ai biết Niếp Thế Quang là ai đâu. Hả? Chỉ nhìn tờ báo này thôi, thì đã coi hắn là thần tượng. 100 tuổi còn chưa chết vẫn có tin tức cướp mà vẫn có người hâm mộ. Anh lên Thiếu Lâm học võ kết lợi gì? Tại bọn này không có hiểu biết thôi. Chúng nói thủ đoạn gây án của Niếp Thế Quang là hoàn mỹ nhất ở trên đời, cho nên có sao học nấy. Cha, vì tình cấp thần cũng lợi hại thiệt. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn có người học theo thủ đoạn của hắn nữa. Hoài chứ, tôi nói cho cô biết nha. Hãy nhắc đến tên Niếp Thế Quang, năm xưa làm cả đám cảnh sát bị quay như trong trống vậy. Ở khu này nè, hãy nhắc đến thì rùm beng lên. Là tôi thì quay rồi. Lúc đó tôi còn đi tuần. Tôi thì chưa nhập học. Hắn đã gây 20 vụ án, vụ nào cũng lớn, đâu có ai bắt được hắn. Đỉnh gia, anh đã hắn như biết ba vậy, cuối cùng vẫn bắt được hắn. Hờ, vậy cũng phải. Cha, chú sanh thiệt là lợi hại. Thì ra cướp thần là do chú ấy bắt đó. Nè ba Xu, chẳng lẽ cô không hay biết gì? Hễ nói đến chú cô hả, năm xưa quay lắm nha. Chú cô đơn độc một mình đấu với hắn đó. Rất là may mắn, hắn bắn một phát trúng ngay đầu gối. Vì bị thương ở chân nên mới điều qua bên giám chứng vũ khí đó. Thật sự tôi không biết, tôi còn đang đi học mà. Tôi chỉ biết chú ấy đã từng vào bệnh viện thôi. Nhưng vậy chuyện gì thì tôi không biết. Với lại má của tôi cũng không có nhắc đến. Năm xưa vụ này khét tiếng lắm. Thị trưởng cảnh vụ của chúng ta cũng đến bệnh viện thăm ảnh rồi đó. Thôi vậy đi, làm việc nha.
Chú của em cũng hoài thiệt ha. Vậy có nhìn khác về chú ấy hay không? Nhìn cái gì nhìn? Nhìn con mắt thấy ghê, nhìn nữa chú la lên. Hôm nay ở sở cảnh sát ai cũng khen chú dũng cảm lắm. Gì đây? Thì ra cấp thần Niếp Thế Quang là do chú bắt được mà chị Nga cũng khen. Nè, chị Nga khen chú nhiều lắm đó. Vậy à? Phải đó. Nè, sao cháu chưa từng nghe chú nói vậy? Nếu không phải đỉnh gia nói cho cháu biết, cháu cũng không hay chuyện gì. Năm xưa chú làm sao bắt hắn vậy? Truyền dài chiêu cho cháu đi, để cháu thừa kế chú ha, làm người nối dõi của chú. Nối cái đầu của cháu, sao nhiều chuyện quá. Chuyện ngày xưa cũng lôi ra mà nói ha, để người ta tưởng là chú khoe khoang chuyện hồi xưa. Cháu rao chuyện của chú hồi nào chị muốn biết thôi. Thôi đủ rồi, chuyện này đã nói xong, nói chuyện khác đi. Nè đủ rồi nghe, nói xong rồi đó, nói đi. Sao tốt bụng quá vậy? Không có hò hẹn hả? Chấm dứt rồi hả? Hả? Nói tầm bậy không hả? Cháu rất khỏe mạnh mà, vui vẻ nữa. Còn chú, tập bộ với cô Vĩnh Hà gì đó tới đâu rồi? Vĩnh Hà cười riết rồi chết rồi. Đá cổ rồi. Trong thời gian này chú không có nói chuyện yêu đương nữa. Chú nói thật hả? Thật. Chúc mừng chú đi. Sao còn không chúc mừng? Đột nhiên chú đã hiểu lý, đầu óc cũng sáng suốt hơn trước. Chú nghĩ thông suốt rồi. Tại sao phải buộc mình trước 40 tuổi sanh đứa con đầu lòng làm cái gì? Ở trên đời này không có đàn bà, không có con đâu có chết đâu, phải không? Không quen biết tự nhiên là thấy lạ rồi á. Ủa sao lại có con mèo ở đây vậy ta? Ý, đúng rồi. Trời ơi, nhìn coi. Trời ơi, dễ thương quá. Cho em bồng đi. Ủa? Sao có sợi dây cột lại vậy? Ừ, phải á. Trời ơi, mèo, ai mà nhẫn tâm bỏ mày trước nhà tao vậy? Chị ba, hay là mình... Được đó, được đó. Không được, không được nuôi. Tại sao vậy má? Má nhìn con mèo đi, nó tội nghiệp lắm đó. Tội nghiệp? Má còn tội nghiệp hơn nữa. Suốt ngày làm việc ở quán trà, về nhà còn hầu hạ tụi con. Má còn tội nghiệp hơn đó, không được nuôi. Má à, cùng lắm á, là con không làm dơ nhà cửa. Phải đó, đơn giản lắm mà. Nè, làm cái thùng và lấy cái mền để ngoài hành lang cho nó. Mỗi ngày 2 chai sữa là được rồi. Bất quá tụi con trả tiền lại có chịu rồi. Tụi con trả tiền? Tiền là ai cho tụi con vậy? Thì cũng là má thôi, ha. Tụi con nuôi bản thân mình còn chưa xong, bắt chước người ta nuôi mèo nữa, ha. Tụi con không cần ôn bài, không cần đi học sao? Thiệt tình. Lấy nó ra ngoài giùm cái đi. Xin lỗi nha, tao không nuôi mày được. Phải đó, hy vọng có người nào tốt bụng chịu nuôi mày đó. Phải. Ây da, ôi trời ơi, đau quá à. Trời ơi, chạy rồi kìa. Chị ba, làm sao đây? Hay là tìm ai giúp đi? Để tìm thì làm sao kịp chứ? Để tôi giúp cho. Trời ơi, cảm ơn nhiều nha. Mèo ơi, làm tao sợ quá. Để sau cẩn thận một chút đó. À phải, anh có thể nhận nuôi nó giùm chúng tôi không vậy? Hả? Nuôi nó à? Phải đó, anh làm ơn đi. Ủa, anh ở đây sao? Không phải, tôi sửa chữa nhà giùm cho người ta. Sao trùng hợp vậy? Chúng tôi ở đối diện tôi nè. Ý, vậy mấy cô qua thăm nó sẽ tiện lắm rồi. À phải. À phải, cảm ơn anh nhiều nha. Chuyện nuôi con mèo này, anh đúng là một người tốt. Đừng nói vậy, dù sao ở đây cũng rộng lớn, một mình tôi ở đây, có nó ở bên cạnh cũng tốt thôi. Tôi thích mèo lắm. Tôi cũng nhìn thấy đó, nếu không cũng đâu có hỏi anh. À, phải rồi, tôi nói chuyện với anh nãy giờ cũng không biết anh tên gì. Để tôi tự giới thiệu nha, tôi là Tứ Hỷ, còn đây là em tôi Ngũ Phúc đó. Tên của mấy cô cũng ngộ quá. Tôi tên là Thế, gọi tôi là Thế được rồi. À, anh Thế. Ê, à phải, em muốn làm cái giường cho nó trước đã. À, được đó, được đó. Ừ, vậy được, cô hãy ẩm nó đi. Được thôi. Tôi vô tìm cái thùng. Được thôi, cảm ơn. À phải, nhà anh có giải dụng không vậy? Để lót đáy thùng cho con bị cấn sẽ tốt hơn. Ok. Cảm ơn nhiều. Hả? Hai đứa này thiệt tình à, lấy con mèo thôi cũng lâu như vậy. Tốt quá, có người chịu nhận nuôi mày rồi mèo à. Hai đứa bay làm gì vậy? Vô nhà của người ta. Trời ơi, còn ấm con mèo nữa, má kêu con đem đi bỏ rồi mà. Má, má đừng giữ như vậy được không? Bây giờ con mèo không phải là của tụi con, là của anh Thế đó. Anh Thế nào vậy? À, ê, chắc đây là má gái phải không? Tôi thấy con mèo dễ thương quá nên nhận nuôi nó. Tôi sẽ không để nó chạy qua nhà của bác đâu. Phải đó, nó không chạy qua nữa đâu má à. Để nó vô đây đi. Cậu làm nghề sửa chữa hả? Dạ phải. Chà, loại sơn này cũng đẹp quá ha. Chỉ tầm tạm thôi. Ê. Dạ.
cái tủ bàn thờ đẹp quá, kiểu rất hay. Cậu đóng hả? Dạ phải. Đóng cái tủ bàn thờ như vậy mất bao nhiêu tiền? Phải coi bác đóng lớn cỡ nào và mua loại gỗ nào vậy đó. Nếu chỉ sửa không thôi bao nhiêu tiền vậy? Sửa? Tôi thấy con người cậu tốt bụng như vậy chắc chắn cũng không tính mắc đâu. Nè, qua đây, qua đây. Xong xuôi. Mau vậy sao? Phải rồi, lợi hại thiệt ha. Nhiêu tiền vậy? Bác nói đừng tính toán mà. Phải vậy, nhưng cậu cũng phải làm ăn chứ. Chuyện nhỏ thôi. Thôi vậy đi, mai mốt cậu đến quán của tôi sẽ mời cậu. Bây giờ cậu uống trà nóng nghe. Thôi, đừng khách sáo, đừng khách sáo. Ngồi chơi, ngồi chơi. Đừng khách sáo. Phải anh Thế à, ngồi chơi một lát đi. Trời ơi, thiệt ngại quá à. Không có nấu nước nên không có trà, chỉ có nước lọc thôi à. Đừng có ngại nha. Cảm ơn nhiều, cảm ơn, cảm ơn. Phải cậu Thế à, cậu có biết sửa bồn tắm và ống nước hay không vậy? Bồn tắm của tôi hay bị nghẹt không thoát nước được. Còn cái giường của tôi không biết tại sao cứ kêu cọc kẹt hoài, khó chịu lắm. Thôi cậu im đi mà. Nè cậu Thế tốt bụng lắm, không tính toán đâu. Còn tủ áo của tôi đưa tới đây, tôi dẫn cậu đi coi nghe. Tủ áo của tôi bị hư ở chỗ hai cái cánh cửa này nè. Đó. Ủa, Thị, sao đánh rỗi vậy? Phải anh Thế à, hồi nãy thật ngại quá. Tánh của má em là vậy đó. Một câu cảm ơn thì sao người ta làm đến chết luôn. Có sao đâu, cũng đâu có tốn nhiều thời gian. Không ngờ con người của anh tốt bụng thật á. Phải anh Thế à, em mang cái này cho anh ăn nè. Thôi ăn trước đi, khoan làm đã. Nè, trong này có bánh bao thơm và cà phê, mì hột gà nữa đó. Đây là món ăn nổi tiếng nhất của tiệm Tân Ký đó nha. Em cố ý kêu ông chủ bán đặc biệt cho anh đó. Thôi được, cảm ơn cô. Đừng có nói mấy chuyện này nữa. Em cảm ơn anh mới phải á, giúp cho em sửa nhiều thứ như vậy. Cô thật là tốt bụng. Chưa bao giờ có ai tốt với tôi như vậy. Chưa có ai mua gì cho tôi ăn. Tôi cũng không hề có bạn bè. Vậy người nhà của anh đâu? Chết hết rồi. Không sao đâu, còn có em làm bạn với anh mà. Thật chứ? Phải, anh ăn đi, mày nguội hết rồi không ngon đâu. Được, tôi không tin là lo không xong. Không có đàn ông không có chết đâu. Không có đàn ông không có chết đâu. Không có đàn ông không có chết đâu. Không có đàn ông không có chết. Không có đàn ông không. Chết rồi. Trong trào lưu tưởng nhớ chuyện xưa, bạn còn nhớ bài hát này không? Anh viết kịp lãn trông, mộng không cảm say đồng. Chi khoản hồng, giúp sâu sần hoài phòng. Nhìn thấy trong bếp của cô nhiều khói lắm. Ê, chết rồi. Ê, trời ơi, khổ trời rồi. Chết rồi. Ê, cô chừng, cô chừng. Sao rồi, tay có sao không? Không. Đâu coi. Không có gì. Có thuốc bồi phỏng không? Tôi không biết nữa. Không có đau đâu, hơi mát mát thôi. Có đau không? Cô hãy tự bôi đi, bôi đều lại đi. Cảm ơn nha. Trời ơi, cô thiệt là hay quên quá. Đã từng tuổi này rồi, nấu ấm nước thôi cũng ngủ quên. Cháy nhà sao? Không thiêu chết cô cũng làm cô ngộp.
Tại sao anh lên đây vậy? Thì vừa đúng lúc tôi thăm người bạn ở gần đây chạy ngang qua. Chạy ngang nhìn thấy nhà bếp của cô khói mịt mù, nên chạy lên coi cô làm cái gì. Thật ra tôi đúng là chạy ngang qua đây thôi. Thật sự chạy ngang qua mà. Giờ hết rồi kìa. Mũi của anh á. Cảm ơn. Chồng của cô đâu? Không ở đây nữa. Dọn dẹp nhà hả? Thôi ngồi xuống đi. Đây, lại đây ngồi xuống đi. Để tôi giúp cho. Tới đây. Ngồi xuống đi. Dọn đi đâu đây? Dọn qua đó hả? Cháu nghĩ cô có phải không vậy? Bà vợ ở nhà dọn dẹp đồ đến như con chó vậy đó. Vậy mà cũng không về nhà phụ giúp. Xém chút là trái nhà rồi. Không lý nào có điện thoại cũng không gọi về nhà. Ra quậy đến nỗi trời đất âm u. Về đến nhà thì bà vợ phải đi làm. Không biết thế giới gì nữa. Người đàn ông tình thâm như biển, thiên hạ vô địch tốt nhất ở trên đời như chú. Vậy mà không có ai thèm. Cháu nghĩ coi trên đời thiệt là không công bằng. Thì ra người ta đang nói về chị Nga. Người ta là chồng của người ta. Người ta là vợ của người ta. Còn chú là cái gì? Chú chỉ là người nhàn rỗi thôi. Thật ra chồng của chị Nga đã đi rồi. Không phải anh đã trở về sao? Đúng là như vậy. Nhưng chị Nga không thể nào trở lại với anh được nữa, nên đã chính thức cái giấy ly hôn với ảnh. Sao cháu không nói sớm cho chú biết? Trời ơi, chị Nga biểu cháu đừng nói mà. Chị nói không muốn phiền gì chuyện này nữa. Nào là phải sống một mình, nào là không có đàn ông cũng không có chết được đâu. Vậy đó, nên cháu mới không nói. Còn chú thì nói cô Vịnh Hà gì đó. Vậy cháu nói đây làm gì chứ? Ác gì đâu. Được. Bỏ hết mấy thứ cũ. Sau này mỗi một ngày cũng là mới. Có rồng thơ. Trên trần có thần phụng. Thần phụng. Cô thích màu gì? Tôi cần mà. Lúc thì bỏ tôi trên sa mạc nóng hổi, lúc thì bỏ tôi vào tủ lạnh lạnh ngắt. Lúc nóng lúc lạnh như vậy tôi chịu đựng không được bao lâu đâu. Có chuyện gì vậy? Sao đúng lúc vậy? Để tôi giới thiệu. Chị Nga. Vịnh Hà. Hi. Có đau không? Cảm ơn anh. Dọn đi đâu? Dọn qua kia hả?
Tôi biết bây giờ cô đã tài giỏi hơn nhiều, có thể tự nhờ vào sức mình, không cần đàn ông. Không có đàn ông thì cũng không chết được. Ta nói làm sao đi? Tức là như mấy cái dù vậy đó. Nhìn sơ qua thì cái dù nào cũng giống như cái dù này. Thực ra thì không phải. Chúng ta đã không còn nhỏ rồi. Chúng ta không còn thời gian bao lâu đâu. Ý của tôi không phải như vậy. Không phải là chúng ta sắp chết. Chẳng qua là muốn tìm một cái dù có cảm giác. Không phải, một người có cảm giác thì khó lắm, cô có hiểu không? Chút chút thì không được rồi. Trong lúc quan trọng như vậy, cô nhất định phải hiểu hết. Tôi chưa bao giờ từng thử có một người có thể cho tôi cảm giác như vậy. Tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi không muốn mất đi cô. Vậy bạn gái trước đi của anh thế nào? Ai vậy? Người đó hả? Tôi không có ý gì với cổ hết á. Cả tên của cổ dường như tôi cũng quên luôn rồi. Tôi có thể xin thề, nếu như tôi có gì với cổ, suốt đời cũng không cưới được vợ, suốt đời cũng không có ai thích, suốt đời không được đi chơi tập trận nữa, suốt đời ăn bạch quả, suốt đời cằn nhằn cử nhữ đó. Anh dài dòng quá à. Vậy tức là sao? Sao lại gì đây? Cho tôi câu trả lời đi. Vậy thật sự anh muốn tôi trả lời sao chứ? Anh cũng nói cho tôi biết, làm sao tôi biết được? Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi. Tôi có thể tin cậy lắm, tôi chung tình lắm, 50 năm cũng không thay đổi. Cô tin tôi đi. Tin tôi đi có được không? Anh dầm mưa lâu như vậy không thấy lạnh à? Không lạnh. Không lạnh chút nào. Cô chừng cảm lạnh bây giờ. Mưa lớn như vậy á, anh không chạy được đâu. Một cái dù hai người che đi. Anh phải giống như là cái áo ướt vậy, bám sát em. Em không chịu. Tôi nói người ta bệnh luôn bây giờ. Bệnh thì đi bác sĩ. Không có tiền. Anh có mà. Em không có. Anh có thẻ đi khám bác sĩ miễn phí. Thẻ miễn phí đâu có chi toàn bộ đâu. Vậy cũng phải ha. Chi chút cũng đỡ vậy. Bất quá sau này phần bảo hiểm của anh, người được hưởng sẽ ghi tên em. Chà, mới đây đã uống chi bảo hiểm rồi. Anh ướt hết rồi nè. Thì ướt từ lâu rồi. Anh đừng giết tôi. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết. Anh đừng phải giết tôi mà. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cho anh mà. Đừng giết tôi. Tha cho tôi đi. Ủa anh Thế. Ê tôi Hỷ. Dạ khuya như vậy anh vẫn còn làm hả? Anh cũng siêng năng quá ha. Không, dọn dẹp luôn giao nhà cho người ta. Dọn xong là tôi đi. À phải, tôi đi đâu mà khuya vậy? Không, em vừa mới đi coi phim với bạn thôi mà. Thôi, em không làm phiền anh nữa, em về nhà trước nha. Ê, khoan đi đã. Tôi có cái này tặng cô. Tặng cho em. Chà, đẹp quá. Chà, anh tặng cho em thiệt hả? Đẹp quá ha. Đẹp hả? Cô hãy nhìn đằng sau kìa. Nhưng mà tôi làm không khéo tay bằng người ta. Không phải đâu, đẹp lắm, tốt lắm mà. Nhưng lâu nay anh làm sửa chữa, tại sao mấy thứ này anh cũng biết làm vậy? Anh học ở đâu vậy? Nằm ở trong tù lâu như vậy có gì mà không biết làm chứ. Phải đó, tôi đã từng ngồi tù. Tôi cũng biết nhiều người cũng kỳ thị những người ngồi tù lắm, và sẽ không làm bạn với họ. Nhưng mà tôi không trách mọi người đâu. Sự thật là tôi đã phạm pháp. Nè, bây giờ anh nói mấy chuyện xấu phải không? Làm gì vậy? Bộ bây giờ anh tưởng đang đóng phim anh hùng bản sắc hả? Làm như anh Phát vậy, ra tù rồi thì phải làm ra vẻ lạnh lùng làm như cô độc hả? Nhà họ Trần chúng em toàn là người có nghĩa khí không ạ? Anh có biết má của em Dương Nhị Muối có tiếng trong khu vực này hay không? Những người có tiền án tiền sự mà má em quen nhiều đến nỗi nhập vào vi tính cũng không hết. Nè, còn anh có gì mà quay đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nè, tóm lại sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì được rồi, có phải không ức ký? Hey.
thế nào? Không có manh mối. Sếp à, theo bên pháp y nói, nạn nhân đã bị người ta quất liên tục bằng cây mà chết, nhưng lại không tìm được hung khí bên đây. Tại sao ông chủ tàn nhẫn vậy? Quất người ta tới chết luôn, giết người tôi mà, đâm một nhát là được rồi. Giới thiệu cho chị quen, thứ này là sát thủ biến thái. Sếp Trinh, có manh mối. Sếp Trinh, lại thêm một người nữa.